Một trong những cái mình rủi ro về môi trường là nhiều người cứ cứ nói rằng là ra kinh doanh cạnh tranh quá hoặc là có nhiều đối thủ quá. Thực sự nói với các bạn một cái điều như vậy này, ở Việt Nam của chúng ta thì thực sự không có cạnh tranh nhiều đâu. Các bạn biết cái thị trường nội địa của chúng ta là hiện tại là hơn 90 triệu dân, sắp tới chúng ta lên 100 triệu dân bây giờ. Và doanh nghiệp của chúng ta cho tới hiện nay á là chúng ta có khoảng 500.000 doanh nghiệp thôi, rất là ít. Các bạn biết đất nước Singapore, các bạn nhận ra nè, đất nước Singapore là người ta có khoảng 5 triệu dân thôi, mà người ta có cả 300.000 doanh nghiệp rồi. Các bạn thấy cái tỷ lệ nó kinh khủng mà. Đất nước Anh á, người ta có khoảng 15 triệu dân, người ta có hơn 3 triệu doanh nghiệp. Các bạn thấy không ạ? Như vậy thì đối với thị trường nội địa của chúng ta thôi, chúng ta đừng nói là chúng ta có thêm cả cái thị trường khu vực nha. Thị trường nội địa của chúng ta là chúng ta có tới hơn 90 triệu dân mà chúng ta mới 500.000 doanh nghiệp. Nói chung là nên là cái sự cạnh tranh chúng ta nó chưa cơ lớn đâu. Như người Singapore, mình có dịp mình quen bên đó nhiều và mình có dịp đi qua lại bên đó nhiều, thì người dân Singapore khi họ ra họ thành lập doanh nghiệp, ngoài cái việc họ định vị là cái thị trường của họ là 5 triệu dân, còn họ định vị cho cả cái thị trường khu vực luôn là tới 500 triệu dân. Chúng ta cần có một cái tư duy khác. Ra kinh doanh là chúng ta cần phải đối mặt với cạnh tranh. Bây giờ mình hỏi các bạn, ra kinh doanh lĩnh vực gì không có cạnh tranh đây, mà cứ có nhiều người cứ đi tìm cái lĩnh vực gì đó không có cạnh tranh đó, cái đó là cái ảo tưởng. Bởi vì khi bạn biết làm lĩnh vực đó thì người khác cũng làm được. Và nếu chúng ta có một cái tư duy tích cực hơn, một tư duy tích cực hơn, thì cạnh tranh lại là một điều tốt. Vì sao điều tốt? Người nào làm không tốt thì bị đào thải đi. Bây giờ mình ví dụ nè, chúng ta mở ra một quán phở, mà quán phở chúng ta, phở chúng ta ngon, chúng ta phục vụ tốt, ok, thì khách hàng luôn ủng hộ chúng ta sống. Và khách hàng họ luôn luôn chọn vậy, phở ngon mà, phục vụ tốt mà, giá cả phải chăng, từ cái ly nước uống cho tới cái bàn ghế đều là sạch sẽ, tất cả mọi thứ, thì khách hàng luôn luôn nhiều. Chúng ta mở ra một quán phở, phở chúng ta ngon nhưng mà phục vụ chúng ta không có tốt, vệ sinh thì không có sạch sẽ, thì không cạnh tranh các bạn cũng chết. Thì khách hàng như thế nào là cạnh tranh? Nghĩa là chúng ta không làm tốt bằng người khác thì chúng ta sẽ không có khách hàng. Khách hàng luôn luôn chọn cái điều tốt để khách hàng đến. Nghĩa những người sợ cạnh tranh là những người không có năng lực làm tốt. Các bạn hiểu ra cái cạnh tranh nó rất là hay. Không có nghĩa là cái doanh nghiệp kia lâu năm họ sẽ thắng, mà không có nghĩa là cái người này mới lên là sẽ kinh doanh họ không được. Bạn mới ra mà bạn làm tuyệt vời hơn và thì khách hàng họ lại chọn những cái nơi làm tuyệt vời, cái nơi mà phục vụ họ tốt hơn. Nên là chúng ta đừng cứ ngại là kinh doanh cạnh tranh. Cái môi trường càng cạnh tranh thì chúng ta càng có những sản phẩm rất là tuyệt vời. Chúng ta không thể kinh doanh độc quyền được. Các bạn rút ra cái các bạn cần phải có cái tư duy này. Các bạn cần cần phải có một cái suy nghĩ này thì các bạn mới làm được. Một cái môi trường độc quyền đó là cái nó tạo ra những sản phẩm rất là tệ. Chính các bạn cũng hay rên rỉ than thở là độc quyền về cái A, độc quyền về cái C, đúng không? Nó rất là tệ, sản phẩm không có tốt mà chúng ta phải mua với cái giá cao. Nó là khi ra khởi nghiệp chúng ta phải chấp nhận cái môi trường cạnh tranh, và chính môi trường cạnh tranh nó làm cho bạn giỏi thôi. Đó là cái suy nghĩ thứ nhất mà mình muốn chia sẻ bạn. Cái suy nghĩ thứ hai đó là đối thủ. Có nhiều người cứ ra kinh doanh có nhiều đối thủ quá, ra khởi nghiệp có nhiều đối thủ quá. Mình nói cho bạn một cái góc nhìn khác. Thực sự á thì những ngày đầu bạn mới ra làm kinh doanh á, mà bạn cứ để đối thủ trong đầu á, ok, mà các bạn không có làm kinh doanh được. Bởi vì bạn có chút xíu bạn bán chưa được khách hàng nào, thì bạn không có ảnh hưởng gì tới đối thủ nhiều đâu. Bạn tự lo, bạn tự sợ thôi. Thực sự những cái đầu ra kinh doanh á, đối thủ họ dạy cho chúng ta rất là nhiều. Ví dụ bạn muốn ra mở cái quán phở thì bạn chưa có kinh nghiệm mà, thì bạn phải đi tham khảo quán phở của người ta, đi tìm cái quán phở bán số 1, quán phở đứng số 2, quán phở đứng số 3, đi đến những cái quán đó mà ăn, xem cái cách họ làm như thế nào. Chúng ta phải cảm ơn họ, cảm ơn đối thủ thứ nhất,
đối tượng thứ hai, đối tượng thứ ba mạnh nhất đó. Cảm ơn họ, họ đã dạy cho chúng ta rất là nhiều bài học. Chúng ta không cảm ơn mà chúng ta lại lo sợ, chúng ta tìm cách chúng ta đối phó họ. Các bạn nhận ra điều này chưa này? À, thì những ngày đầu họ dạy cho chúng ta chịu khó học hỏi họ, chúng ta xem họ như là người thầy của chúng ta, rồi chúng ta mới từng bước tập ra làm hoàn thiện hơn. Cho tới một ngày nào đó các bạn trưởng thành thì bạn sẽ có một cái cách làm nào đó sẽ hơn cái người đối thủ của chúng ta. Hơn ở đây không có nghĩa là giành giật thị trường, mà hơn ở đây là chúng ta có một cái cách làm nó tuyệt vời hơn. Mình ví dụ khi bạn mở một cái quán phở ra và cái cách các bạn phục vụ nó tốt hơn, nó tuyệt vời hơn. Dĩ nhiên nó cái cách bạn làm khác cái cách của cái người đối thủ của chúng ta làm. Thì sao ạ? Thì chúng ta có được hai người khách hàng luôn. Như thế nào là hai người khách hàng? Ví dụ như là mình là người đi ăn quán phở số 1 và quán phở số 1 họ cũng rất là ngon, theo một cái phong cách là phía Bắc, họ phục vụ rất là tuyệt vời. Ok, mình chấm quán phở này. Và mình đến cái quán phở của bạn ăn và bạn cũng là một quán phở rất là ngon, cũng rất là tuyệt vời. Cái phở của bạn là phục vụ theo phong cách của phía Nam. Các bạn ơi, mình cũng đi ăn phở mà mình trải nghiệm một cái trải nghiệm khác với cái trải nghiệm bên này. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Và thế là chính cái người kinh doanh số 1 và bạn đều có mình là khách hàng hết. Cái lúc thích thì mình trải nghiệm bên A, lúc thích thì mình trải nghiệm bên B. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Nghĩa là chúng ta cần có một cái góc nhìn khác về đối thủ cạnh tranh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.